và action. Xin chào các bạn. Sau khi trải qua hàng ngàn gian nan khó khăn, vượt qua hàng trăm con suối chèo ghe chống gậy, vượt gió bão bùng, rồi chúng tôi đã cố gắng tới đây kịp thời lượng của chương trình. Và sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu, chúng tôi là đội ba nhạc khóc của ba thành viên. Tôi là Hồ Nhật Tân. Tôi là Phan Nhật Tân. Đối với chương trình này thì đội ba nhạc khóc chúng tôi không mong gì hơn là với tư tưởng học hỏi là chính và chiến thắng là 10. Và lần cuối khi chúng tôi xin chúc cho chương trình thành công. Bây giờ thì đã sắp tới đến giờ là chúng tôi phải về để kiếm chiến đỏ chúng tôi khuya. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Ba nhạc khóc.